Day tại trường chuẩn PSC Computer tầng A khnía. Cổng phong đã xoay rộng laptop đã miền đồng lái thu thay mạng tế. Nhưng xong này nôm lục nẹ nơi laptop mới cường đi. Cứ Asus VivoBook. Chúng phong đồng lái trong tay bài rơi đồ lá trên tay bằng nọ. Xong rạp laptop này bằng phẹt đó CPU Core i3 RAM 8GB ASD 256GB Ecran 14 inch. Xong rạp on sợi sợi đã miền bằng nón trong tinh laptop đã miền tầm nguồn xa. Ai chơi rơ do laptop mở đen đi bàn. Bà bông ôn bên chất laptop một cường ní. Ai tệ tông hồi dân khóm, tạm lời chú sắp đất khăn cào. A con, bye bye.